Xin kính chào tất cả các bác. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là thứ hai, 20 tháng 4 năm 2020. Và đây là cái chương trình của tôi trên kênh AC Media trong ngày hôm nay. À, như trong một số cái chương trình trước thì tôi có đọc tin tức ở trên báo chí nước ngoài và trò chuyện với lại các bác và các bạn trên cái kênh AC Media này về cái chuyện nhà nước, chính phủ của các nước, ví dụ như là Singapore, ví dụ như là Canada họ đã cứu trợ cho người dân của họ trong cái giai đoạn khó khăn dịch bệnh như thế này, bị mất việc làm, bị giảm thu nhập thì chính phủ của họ đã gửi tiền cứu trợ đến cho dân ra làm sao. À trong chương trình ngày này của ngày hôm nay thì nhân tôi có vừa đọc một cái bài viết ở trên trang Facebook của chị Oanh Bùi. Chị đưa một cái bài viết của nhà báo Hoàng Linh viết theo lời kể của Nguyễn Danh Lam có cái tiêu đề là cứu trợ kiểu Mỹ. Và tôi đọc xong tôi bảo à rồi vậy là cái câu chuyện này kể cho cái việc uh, kể cho chúng ta biết được cái việc cứu trợ ở bên mỹ như thế nào à, tốt quá vậy thì tôi đỡ phải mất công đi uh, tìm hiểu hay là theo dõi tin tức ở mỹ thế rồi để tổng hợp bản tin bởi vì người ta kể sẵn cho cái câu qua một uh, nhân vật cụ thể rồi đó chính là cái nội dung chương trình ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bác và các bạn để chúng ta cùng biết xem Bên Mỹ thì họ cứu trợ dân Mỹ họ như thế nào? Sau đây tôi xin phép được chia sẻ cái bài viết đó. Cứu trợ kiểu Mỹ. Tôi 48 tuổi, cái tuổi có thể coi như hết đát với không ít người. Là kẻ mới nhập cư ra vàng, nói tiếng Anh theo kiểu người Lào, nói tiếng Ý. Công việc công ăn việc làm cũng ở mức đang hòa nhập tóm lại có thể coi như tầng lớp thấp của xã hội. Dịch cúm tàu ập tới nhanh một cách khủng khiếp. Thành phố đóng cửa. Công ty cũng phải đóng theo. Ngày tháng phía trước dài thăm thẳm. Người ta nói ở Mỹ mà thất nghiệp thì coi như chết. Bao nhiêu khoản nợ nần nhưng các ngân hàng, các công ty bảo hiểm cùng các dịch vụ lần lượt gửi email thông báo. Trong đại dịch, chúng tôi có chính sách không thu tiền của quý khách trong vòng ít nhất 2 tháng tới. Nếu quý khách khó khăn không thể đóng tiền, chúng tôi sẽ ngừng thu hoặc trả lại quý khách. Nếu lỡ thu mở ngoặc họ cài đặt thu tiền tự động cứ đến ngày là tiền là rút tiền từ tài khoản đóng ngoặc số tiền cần trả sẽ được lui lại cho đến khi hết dịch và các khoản tru cấp khác đồng loạt được kích hoạt đầu tiên đó là khoản tiền do chính mình bỏ ống heo nói nôm na như vậy cho dễ hình dung đây là khoản tiền những người đi làm bắt buộc phải đóng hàng tháng mỗi tháng một vài phần trăm lương để khi về hưu sẽ rút ra để mà xài tuy nhiên trong những trường hợp khẩn cấp ống heo ngay lập tức được mở mình có quyền rút ngược ra xài khoản này mỗi người được lãnh khoảng 300 đến 500 đô la một tuần tức là từ 1.200 đến 2.000 đô la mỗi tháng cho đến khi tiền bỏ ống heo hết khoản tiếp theo là trợ cấp thất nghiệp đây là khoản tiền do chính phủ mở ngân quỹ chia đều cho những người đang đi làm bỗng nhiên bị ngừng việc Khoản này mọi người đều được lãnh 600 đô la một tuần Tức 2.400 đô la một tháng Thời hạn được 4 tháng Khoản thứ ba là gói trợ cấp hỗ trợ từ liên bang Mà mấy ngày qua Bà con khoe hà rầm đặt đầu Mỗi người đi làm có lương dưới 100.000 đô la mỗi năm sẽ được lãnh 1.200 đô la. Trẻ em được lãnh 500 đô la. Nếu dịch bệnh còn kéo dài, sẽ có các đợt tiếp theo. Tính ra, một thằng lơ ngơ như mình mỗi tháng lãnh ít nhất 5.200 đô la trong dịch bệnh này trừ thuế số tiền được thực lãnh khoảng hơn 4.000 đô la một tháng với mức sống giá cả thị trường mỗi tháng một người có con thường phải chi dụng khoảng hơn 2.000 đô la và điều cần nói ở đây khoản tiền mà chính phủ trả cho dân chúng trên đây là tiền có sẵn trong ngân khố quốc gia có hàng hóa bảo chứng tương đương chứ không phải tiền in thêm nói cụ thể hơn khi anh tung ra thị trường 5 đồng thì trong siêu thị phải có một ký thịt heo lúc ấy ký thịt heo sẽ có giá 5 đồng còn nếu anh tung ra tới 500 đồng mà trong siêu thị cũng chỉ có một ký thịt heo thì nghĩa là ký thịt heo ấy có giá 500 đồng rất nhiều chính phủ chỉ biết in thêm tiền để tăng lương để trả cho người lao động nhưng thực chất số lượng hàng hóa đối ứng lại không có điều đó dẫn đến sự trượt giá đồng tiền càng in ra mà càng không có hàng thì nó sẽ biến thành giấy lộn còn tốn thêm khoản in ấn bởi vậy ở nhiều quốc gia đừng thấy tăng lương mà mừng bởi giá cả thị trường sẽ đua theo mục đích kế theo của việc tung tiền ra thị trường là nó kích thích tiêu dùng tạm hình dung dòng tiền khi chưa có dịch đang luân chuyển vận tốc luân chuyển càng nhanh nền kinh tế càng phát triển sản xuất tiêu dùng đều có lợi bỗng nhiên dịch bệnh xảy ra dòng luân chuyển này bị nghẹn chính phủ bơm tiền ra giống như dùng áp lực nước mạnh hơn để phá cái điểm nghẽn giúp mọi thứ trôi chảy trở lại. Một cách làm ít nhiều mang tính cơ học. Dòng tiền giúp phá điểm nghẽn tạm thời, sau đó sẽ được thu hồi dần. Khi người lao động đi làm lại, họ sẽ đóng thuế cao hơn, bù vào khoản tạm chi, mọi thứ sẽ tiếp tục nhịp nhàng mấy ngày qua nhiều người khi nhận được tiền đã nói vui hoặc nói nhầm rằng cảm ơn tổng thống cảm ơn chính phủ đã cho tiền thực ra tất cả tiền ấy đều là tiền thuế của dân của chúng ta đã nộp vào ngân khoản tổng thống chính phủ đóng vai người hành pháp điều tiết những đồng tiền ấy một chính phủ càng giỏi càng minh bạch cùng hệ thống pháp quyền càng tối ưu sẽ càng điều tiết những đồng tiền này một cách khéo léo khoa học trong sạch để người dân được trợ giúp đúng lúc tức là người dân đã gửi đồng tiền của mình cho một người quản lý giỏi ngược lại với một chính phủ và nền pháp quyền tù mù đồng thuế của người dân sẽ đóng vào rồi biến mất đến lúc cần muốn đòi lại về xài thì lại chẳng thấy đâu nước mỹ đã theo một hệ thống pháp quyền trong đó người dân có quyền chọn lựa người điều hành quản lý đồng tiền của mình. Nếu khóa này anh làm không ra gì, khóa sau anh sẽ lên được. Vì vậy, người quản lý điều hành đồng tiền của dân phải lo méo mặt. Hàng ngày phải lên giải trình thông báo cụ thể trước cử tri từng vấn đề dù là nhỏ nhất chứ không có chuyện lặn mất tâm. Tôi đố ai không tìm thấy ông Trump trong nửa ngày. Và nếu ông Trump làm mà không ra gì, ít tháng nữa, ông cùng đảng của ông sẽ mất chỗ. Dân chúng có quyền chọn người khác, đảng khác, thay ông và đảng của ông. Trở lại vấn đề cá nhân, trong hoàn loạn này, mình càng thêm yêu công việc của mình, công ty của mình, quốc gia mà mình đang đi làm. Đóng thuế, mình cũng vô cùng biết ơn những người đã đóng thuế nhiều hơn mình, hơn rất nhiều, đã san sẻ cùng mình, gia đình mình. Và khi dịch bệnh qua đi, hẳn nhiên mình sẽ nỗ lực cày cuốc nhiều hơn để góp phần nhỏ bé của mình vào dòng chảy của quốc gia này tự tin và tự hào vâng đó là toàn bộ cái bài viết mà tôi đọc được và tôi rất muốn chia sẻ đến các bác và các bạn trên cái kênh AC Media này bài viết của nhà báo Hoàng Linh thông qua lời kể được kể hay là được kể bởi Nguyễn Danh Lam À, tôi đọc thấy trên cái trang Facebook của chị có tên là Oanh Bùi. Vâng, tôi sẽ dẫn cái đường link của cái bài viết này để cho bác nào muốn kiểm chứng thì có thể tìm đọc. Ở dưới cái phần mô tả của cái chương trình này trên kênh AC Media. Vâng, vậy là cái bài viết này cho chúng ta biết rằng là một người dân ở bên Mỹ mà cụ thể ở đây là anh Nguyễn một người tên là Nguyễn Danh Lam mới sang Mỹ à, năm nay 48 tuổi mới sang Mỹ và mới đi cũng đi làm mới đang hội nhập đang trong quá trình hội nhập với cuộc sống ở bên Mỹ thì anh ấy kể cụ thể trường hợp của anh ấy được nhận những cái gì và như thế nào à tôi hy vọng là thông qua chương trình này thì cũng góp thêm một phần nào đó đem những cái thông tin ở nơi này nơi kia mà cụ thể trong bài viết này thì là thông tin xảy ra ở bên Mỹ tới bà con cô bác người Việt của chúng ta ở trong nước để chúng ta hiểu thêm các cái chính sách của các cái nước người ta giúp dân ở trong cái giai đoạn mà nó gọi là gì đang khắp nơi đang căng mình ra để mà phòng chống cái bệnh cúm tàu đấy thì nó như thế nào. Vậy là bước trước thì ít nhất thì tôi đã nói về ở Singapore này đúng không ạ? Thì rồi chính phủ hỗ trợ ra làm sao này? thế rồi là tiếp đến là Canada này dân uh, chính phủ cũng gửi uh, cho dân như ra làm sao này và hôm nay là ở bên uh, Mỹ đúng không ạ? Vâng, tôi cũng hy vọng là cũng có thể uh, trong những chương trình tới thì tìm hiểu xem làm um, là các uh, chính phủ các nước khác nữa người ta có những chính sách gì đối với lại dân chúng của họ để mà giúp cho dân vượt qua khó khăn um, hoặc là tôi uh, đọc được ai đó sinh sống ở tại các cái nước đó tại các cái nước ở hải ngoại tại các, các nước trên thế giới mà viết cụ thể chi tiết kiểu như thế một cái bài viết như thế này ấy, thì tôi sẽ tìm được thì tôi sẽ đọc để đấy để cho các bác và các bạn trong nước chúng ta biết thêm được là à cuộc sống hay là cái chính sách của nước nọ nước kia nó ra làm sao nó như thế nào đúng không ạ dân người ta ấm lòng ra làm sao với lại các cái chính sách của chính phủ của họ vâng rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian trên cái kênh ac media này là tôi xin được tạm dừng cái chương trình này tại đây xin chào và xin hẹn gặp lại